Dạ, cũng được 6 triệu rưỡi ạ. À, có phải không chị Tình, chị Trang nhỉ? Ngọc Hoàng cái gì? Quan lắm đấy à? Này, ta phải cứu ngươi. Bởi vì tuy là một lãnh đạo quản trị thôi, nhưng ngươi có tóc nên ta cứu. Chứ còn là tốn kem gì, làm gì có tóc mà cứu. Mà ta nói cho ngươi biết, ta sẽ phạt ngươi, đưa ngươi về cái phòng tổ chức cán bộ ấy, để cho ngươi hướng dẫn ngươi biết kiểm điểm nghe chưa? Ngọc Hoàng ơi, chứ thần lắm. Một mình thần thì làm được cái gì? Trường thì có đến 800 cán bộ, gần 8.000 sinh viên ra vào hàng ngày, mà ý thức thì kém lắm mà. Người đi trước thì cứ dọn, người đi sau thì cứ người đi sau thì cứ bừa ra, thì có đến bố Ngọc Hoàng cũng bó tay chấm con đấy à. Cái con này lão từ bé đến giờ ta chỉ nghe nói Ngọc Hoàng, chưa bao giờ nghe đến bố Ngọc Hoàng. Có ăn nói thì liếng thoáng, đúng là dân ngoại ngữ nhà ngươi. Đào ơi, thôi, ta mời họ lên đây để thi idol mà. Ta quản trị này, thế hôm nay cô định thi tài năng thế nào nhỉ? Chị Đào à, em thì có cái sở thích nha. Về thể thao nhá, thì em có cái môn ném đá dấu quay. Đây là cái môn chọc uống rồi ôi xe. Còn về âm nhạc ấy, thì em thích nhạc kháng chiến ạ. Nhạc kháng chiến ạ? À? Ngày tàu, ngày đổ. Dạ. Từ trước đến giờ ta chỉ nghe cái nhạc tiền chiến thôi. Dạ, chưa nghe dạ. Kháng chiến bao giờ? Thế nhạc kháng chiến là cái nhạc gì? Ngọc Hoàng ơi, cái nhạc kháng chiến ấy là cái nhạc đánh nhau, nhạc bùng bùng ấy à. Con bé này hỏng vô mái thì cô cứ nói rõ ra là cô sẽ hát bài gì. Chị cứ từ từ, cái bài hát này mà em tâm niệm cái cuộc đời là cái bài Họ Kéo Pháo. Họ kéo pháo à? Thế sao ngươi lại thích cái bài Họ Kéo Pháo? Ngọc Hoàng ơi, cứ phải giải thích rõ nguyên nhân dạ. Giải thích rõ. Nói ra thì ngượng chết. Chẳng qua là em thích pháo à. Mà em thì em không có pháo à. Nên em phải hò để kéo pháo vào đấy à. Kéo pháo vào cái vực sâu thăm thẳm đấy à. Các anh ơi, hát cùng mẹ em đi. Hát cùng mình, ngượng chết. Thôi, là giúp cô ấy một tay. Thôi, đi, đi. Đi, giúp đi, khổ quá, đi. Là nghề của tàu này. Trời ơi,
ơi, cái bệnh của em chẳng qua nó là cái bệnh sinh lý. Em mà hễ cái nhìn thấy pháo to con nhỏ là người em cứ nhún. Chúng ta sẽ cùng hát bài Nối Vòng Tay Lớn được không ạ? Xin mời Ngọc Hoàng ạ, xin mời Tào Đậu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng ơi.